mới. Không từ từ không từ từ nói chuyện với đi nó đi luôn. Cái này là bị cái gì vậy? Cái này là u chị ạ, nhưng mà cứ bình thường thôi, không không sao đâu. U hồi nhỏ giờ luôn hả? Hồi gọi là u chi chứ? Cái này là u lành nhưng mà u bắt đầu. U bắt đầu à? Bây giờ lo nghi sử hả? Mềm 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 ấy, có đau không mày? Không ạ. Không, thấy chẳng thấy. Bị lao cho em? Từ nhỏ ấy chị. Hồi đó là u bá đạo luôn à? Mãi cách đây 3-4 năm em mới biết rồi. Ừ.
hẳn đi chứ.